Cụ Thắng làm phụ tá cho ba Trung đi đặt, bẫy chuột. Ráng kiếm thêm vài con nha. Bỏ chữ nhãn vô. Cái gọi anh cảnh giùm coi. Thôi Thắng vô lấy cái đèn đi Thắng, vô mà Thắng lấy cái đèn. Đèn nào sáng cho anh ba? Đèn này chế đó hả? Cái nào đưa anh tới chở anh sập 7 gầm không? Có hoài gì. Đem tới chở anh sập nó xuống rồi. Xa quá quay không tới. Gọi vô, gọi vô Thắng, gọi vô cái bẫy á Thắng. Đặt lúc trên trên cây dừa. Dừa có chuột cơm chứ, chuột trống thôi mình. Chuột này nó ngọt lắm, nó ăn dừa. Đứng xích ra đây này, gọi con đứng ngay đó, nó rớt cái bẫy xuống đây. Đây chính gọi cho. Nó rớt cái bẫy vô trong mặt là tiêu luôn à. Có khi nào con chuột nó vô rồi nó rớt xuống luôn không? Rớt, sáng thì lụm luôn á. Dầm cái thì còn dướng lại chứ. Ít khi nào dướng lắm, tổn rớt không à? Có. Rớt tiêu vậy rồi. Kiếm cái bẫy chuột hả? Chừng mất tiêu bẫy ai lụm mất rồi. Đặt phía nào? Phía đó thì rớt ngoài đây chứ. Cây này là cây lá cấp. Có cái bông, có bông cái trái nè. Mất tiêu luôn à? Tiêu rồi. Kì vậy? Khi ở nhà lụm thì sao? Thấy cái nó rớt phía ngoài nè. Thấy không biết lắm mà. Ở đâu vậy? Út lụm. Rớt con út cũng lụm. Út cũng lụm bỏ nhà rồi. Dính được một em. Đây là một em chuột. Sao không hô hấp nhân tạo cho nó? Không nó cắn. Tên dễ cắn luôn. Bé Thận đi về tới. Chuột này là chuột cơm, chuột dừa. Chuột này mà mình không bắt nó là nó ăn phét mấy cái trái dừa hết. Phét dừa dữ lắm luôn. Bây giờ mình với anh Bảy đang đi giật dừa để ngồi khìa. Ngồi khìa chuột. Ôi 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 ôi. Đúng không? Trời ơi, bự á. Chùa này nó cái dừa này nó muốn giống như trang ăn nha. Đang ở bên vườn mía của vườn Út. Xin vườn Út hai cây mía. Ừ, cái ngã. Cho con vài cây mía vườn Út, hai cây thôi. Cây thôi được rồi.
phần thì ăn phần mình nướng. Thì là có đường, lấy đường giùm em luôn chị. Còn nướng thì hỏi đường. Khìa thì ướp nước đường. Với lại khìa bằng nước dừa. Đường hạt nêm. Hồi bỏ mía vô khỏi gỗ bột ngọt kìa. Ủa thì này mình không cắt ra sao? Trời, phường nguyên con nha mấy con. Trộn đều để khoảng 15 phút rồi mình kìa. Đậu dạt ngang này. Đúng rồi. Có thử miếng nào cho chung, coi nó ngọt không? Ngọt. Cho nó ăn được cho chung. Vậy quá, mẹ ơi vậy. Miếng chục con ăn mà. Một cây là chỉ ra mấy con. Thiếu con. Hôm nay làm cũng này chắc là lạ, coi ăn được không? Chắc ăn không được đâu. Chả ta mày. Hôm nay phải biết mình nhai mía, mình lấy nước hay mình ướp chuột ta. Nhai luôn hả? Ừ. Nhai mía nhả nước ra trong đó hả? 1, 2, 3, 4, 5, chỉ nhớ kéo. Cái quạt bà tiêu đâu? Ơi, bông điều có kìa. Hẹp hết trơn luôn. Không có trái. Quá trời bông điều, không có trái kìa. Nó không đậu, nó đậu mà nó rụng hết à. Cái này chỉ được. Sau một lúc thử nghiệm thì có vẻ là cái mía nó chịu đựng không nổi, ăn chuột. Mình phải cuột luôn chính giữa lại thì nó mới chịu được. Còn mình để vậy là nó không chịu được. Cho nên là mình phải bẻ cái mía mình ăn luôn. Cách tốt nhất à? Mía lùi. Nó vàng ẻo luôn, nước nó rút vô cái mía à. Thọt nó rửa rồi, mới rồi. Lấy giùm anh khúc kia, khúc trên cái đó kìa. Ăn mía có được ăn được không anh? Ăn nhỏ nha. Vậy bác nữa ăn chung. Nghe cô vợ có đúng không? Có ớt như vậy. Đúng, có không? Có. Cái nước hả? Đem về nước luôn. Để nguyên con nước. Nha, chạy nha chung. Chuột chín này mình gấp cái dĩa ha. Con. Rồi được chưa? Chê biết ngoài trời luôn. Biết này biết độ, ai đụng heo mới sợ. Hả? Để xuống rồi đâu có sợ
Để cho nó vàng đi nha. Ơi, anh làm gì bái chân nhá. Đầu bếp này đổi dữ luôn nè. Lấy nước này luôn hả? Chờ nó mặn không? Dạ thì đâu mà mặn. Em đâu có bấm nước đâu. Chờ xăng chuột hả, đổ đó vô xào đi. Ghê quá trưởng. Ăn nước hả? Nó này không có lai gì luôn á. Ơi ghê quá trời ơi. Nguyên chính nha Nguyên. Ớt với cua. Ớt hả? Nguyên chính da Nguyên ghê quá hả? Đâu chơi để chính coi coi. Để gần nha. Nó cắn không? Nó cắn không trưởng? Cắn rồi không? Sao chụp được hay vậy trưởng? Hả? Nắm đầu hả? Ủa sao hay vậy? Gắn này là gắn nước hả? Gắn nước. Rồi sao không cho nó chết đi rồi làm gì trời? Vậy mới đã. Bắt sống gì bỏ túi vậy? Dạ. Em còn sống bộ. Vậy sáng tắm rồi. Mà cột cái dây áo lại vậy nè, cái bỏ vô cho nó chạy. Còn cái giỡn chết tắm đi chắc mà. Thấy vậy nghe, khỉ xẻo á. Than này hết rồi mình ít nước dừa thôi em. Đây. Đổ hết trượt nguyên miếng nha. Than này hết rồi mình phải dắt vô bếp củi thôi. Hết than rồi, dắt chị nhắc giùm luôn em. Nhìn ra hả? Ngon Nguyên. Trời, anh ba gà mẩy ngon quá. Thằng Thắng cũng có góp phần à. Góp phần gà bẫy à. Này, hôm nay đang trắng. Nè, trắng rồi. Nói chung là nó tự bắt, nó tự ăn luôn. Chuột mày nó ngọt, thịt nó ngọt, nó dai, mình thì nước dừa nữa là ăn quá ngọt luôn. Tối nay kiếm 5 con nữa thôi nha. Đập anh. Trong cái nồi thì ghiêu ghiêu mà em mang bỏ cho nó. Chả nó sao không? Chừng chúng cái đó. Hay không? Cuộc chiến không cần sức. Chả không? Chả không? Chả không? Gần gần cạn nước rồi. Nhưng mà nó chưa vàng ha. Không, cạn nước rồi nó vàng à. Kệ nó. Gắn rồi tròn lẳng luôn á.
bình thủy có nước đó, lấy bình thủy đó, pha tắm. Chắc nó vô đu đáy nàng cá hết luôn rồi. Hai bình thủy nước rồi. Vô găm ngon anh bảy tuyệt vời, trên quả tuyệt vời. Chân ép chín rồi, máu à, máu gắn uống, uống bỏ rượu uống được mà. Rất ngọt. Ở đây mình còn rau găm nè. Có cái gì đó không anh? Có. Rồi cà chua, chua leo quá chồng, kẹo qua mua kìa. Nắm luôn à? Thôi để ba con ăn nhiều quá không hết. Cả đó hả? Nè, cái kéo ở đây nè. Ở đâu? Trời, lấy đại trong đây nè. Ớt sao ăn nhiều vậy? Rồi, có thêm một dĩa. Không sai không về. Ôi trời ơi. Kìa. Đi ngủ luôn nữa. Chuột khìa, nước dừa. Quá cho em ăn thử này ngọt không? Ngọt lắm à. Ơi. Thôi bộ im à. Đừng có chấm muối tiêu mà làm biết là muối tiêu ăn mớt luôn nha. Rồi giật nướng sao? Nó thiệt lòng nha. Ừ. Cho chuột nướng không bằng chuột nướng. Chuột nướng nó ngon. Thơm, khô. Thì ngọt, thơm nhưng mà có nấm khô nó ướt ăn nó ngán. Gói khô vậy. Hay giấu quá vậy nè. Có cho hai chai thôi, không nhiều đâu. Trời ghê. Ngon mà. Trên nữa mà. Nước, nước chiên xả. Đi vô không ông ơi, bỏ thiệt mẹ ơi. Thấy không? Hai uống kem nữa mà. Cái gì? Sài Gòn hả? Này ơi là anh Hai. Anh Hai đâu vậy đây? Đây. Đà Lạt cái gì đây? Mày uống được không? Được đâu uống cho. Trời ơi, thấy ghê không? Giết. Mắc lại luôn trời, cái này để tôi lạnh không? Vô uống đây. Lòn ha. Thank you.
ha, về kiếm hết rồi. Ôi. Nhậu dở ra nhậu nhiều lắm. Hai tay. Ba tay cũng trả lời thôi, nhậu nhiều quá dễ gây lộn lắm. Tiếp theo xài được á, xài chung được á. Để dành lại mốt nó mòn á, đỡ qua. Chở cồn cả đem về. Ừ, còn khác vậy. Lại chùi của đó là chùi của buổi trời chị hai chùi hai chùi lại đó. Ừ, làm xài không được. Mía vậy. Rét hết trơn. Hả? Mía này mía nước luôn hả? Mía lùi á. Đó. Để đi ăn hai chục luôn. Đó, có 7.000. Ừ, gì vậy? Mía lùi rồi. Chua leo. Dạ. Rồi nãy em ăn no luôn rồi. Rồi đi vô đi. No luôn rồi đi vô. Vô đi. Em ăn chục nướng no quá trời luôn. Thịt chửi hai con cho má với ba rồi. Ba đó vậy nè, hoa khét như vậy nè, trái lúc nhỏ ngoài thì mở rồi tới nữa rồi có nè ốc ngót nè rồi rồi rồi. Chờ gắn này nữa. Thơm lắm mày ơi. Thơm được nồng luôn á. Vậy. Thơm được nồng luôn á. Ừ. Chung ăn chứ. Không. Ăn chứ nó ăn hết. Nãy nó ăn chuột nướng rồi. Ô tàn ở rất mỡ rồi ha. Chung hả gắn này chung. Thôi. Mập lù ngon lắm á. Ăn cái bụng có chán không? Người ta hái nó cắt nó xào nó ngon quá. Đúng rồi. Nói làm biến. Mặn ra xào nó cắt hả? Bằng ra. Bằm luôn hả? Ờ, chiên nước mắm. Gòn nát ra hết. Dằn lấy chài dằm xương như ra hết. Trong là bằm. Bây giờ tới màn gắn nướng nha. Hôm nay là buổi chiều là anh em no rồi đó. Ăn toàn là nướng không? Chuột nướng, chuột thì ớt nướng, gắn nướng. Có mấy thằng cháu mà nó bắt trang cũng đỡ khổ. Săn mồi không? Săn mồi gì? Nó không nhậu mà nó không ăn luôn á. Nó không ăn mà nó bắt cho mình ăn. Gà dĩa đi. Đây cào giải mà ông Hoàng. Giải mà quốc luôn, gắn nướng mồi. Ồ, gan nè. Đây để tự được cái chút gan. Chính má rồi. Chính xì mỡ rồi. Cũng giải nhiệt luôn. Quá tuyệt luôn. Trắng nướng mồi à. Ồ, cái gan nó chà bá nữa. Có ăn cái cung nướng mồi chưa? Chưa. Con càng nhỏ càng tốt. Cắt khúc cuốn khúc luôn à. Con cũng không có này nè. Hai phần, ba phần. Nướng. Ừ, giữ nguyên con nha. Ngon. Nướng gì khí thế vậy? Ừ. Nướng à. Nước. Ăn nước. Nước. Vì chuột gì đâu. Hả? Trễ quá hết rồi. Nướng nước kìa. Ngon nha. Nó. Nước à. Tôi ăn hai cục này nha. Thôi à. Xong rồi đó. Nãy giờ. Nãy giờ em mấy thử người vừa chuột vừa gắn vừa. Làm tá lả ăn căng bụng rồi. À, anh tới con chuột khe kìa anh tới. Con chuột khe. Ờ. Kìa ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn.